Nghe tin áp thấp nhiệt đới, từ mấy hôm nay, bà con ngư dân của huyện Vĩnh Linh đã đưa phương tiện tàu thuyền vào neo đậu an toàn tại các khu vực trú tránh bão. Khi mà coi như là áp thấp hay là bão thì coi như là lực lượng coi như biển gần bờ xa bờ đều là vào trong ấu. Tránh trú bão thì coi như cũng là lo, rồi coi trăng trống rồi coi như neo đòi đến nơi anh trốn thôi. Khi đặt trường hợp mà có quả thì bà con đây phải di chuyển lên đây kia, chứ ở đây không an toàn lắm. Ứng phó với những tác động của thời tiết cực đoan như áp thấp nhiệt đới đang diễn ra, đồn biên phòng Cửa Tùng quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm điểm theo dõi tàu thuyền đang hoạt động trên biển, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với các chủ phương tiện để kêu gọi hướng dẫn thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Triển khai 3 tổ công tác xuống địa bàn 3 xã Trung Thạch, Vĩnh Thái và thị trấn Cửa Tùng để cùng phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân để tuyên truyền cũng như là giúp dân khắc phục trăng chống nhà cửa và thu hoạch hoa màu. Đối với tại trạm kiểm soát Cửa Tùng thì đơn vị sẽ tổ chức cho trạm kiểm đếm tàu thuyền và báo cáo tình hình kịp thời về với Bộ Chỉ huy và Ủy ban huyện Vĩnh Linh và Ủy ban tỉnh nắm. Tại đơn vị thì đơn vị phối hợp với Ủy ban dân thị trấn Cửa Tùng sẵn sàng đón nhân dân lên di dời khi có tình huống xảy ra. Thì đơn vị chủ động một cái phòng ở gồm phòng ở của hội trường đủ sức chứa đến 50 người và lượng lương thực thực phẩm dự trữ cho 50 người ăn trong vòng 3 ngày. Để đảm bảo an toàn cho các phương tiện khi vào bờ neo đậu, Bộ đội biên phòng tỉnh cùng với chính quyền địa phương sắp xếp tàu thuyền tại bến bãi, đồng thời sẵn sàng các phương tiện ứng cứu để cơ động cứu nạn khi cần thiết, giúp những con tàu được đảm bảo an toàn trước thiên tai.